cái hoa đi vào luôn. Nó nhà hàng như có chim không à? Nhà hàng nhiều gì vậy? Rồi sau tới khám phá tiếp. Là cái món này đọc chiếu cho tí này. Cái này toàn món ngon. Đi đừng nói đời bà là thế đâm nhắn rồi khó chịu sợ lắm ngoài lắm lời bà nhắn em về bà rồi xuống em biết đời bà xuống em như một lá ấy nội cố rồi mệt chứ được đà. Rồi, quay lùi, quay lùi. Ban công cái đẹp đấy, có đã tìm cái này bên đi nè xuống nè giờ đi xuống tầng 1 cẩn thận này thứ tư này 1 2 3 xuống là ngơ ngơ hơn đi lên á à, cẩn thận con gái đừng nghĩ Oh.